Phúc đem ít cá đi cho dì Sáu Phúc. Phúc nghe thơm nữa. Trái còn dưới. Nhuyễn thì nó càng ngon, tại vì mình quét chung với ốc nó thơm nữa. Chị bỏ thêm ít ớt, chị bằm chung các bạn. Chị nói nước mắm chấm, khi mà chấm thì nhuyễn mới ngon, tại mình nó sẽ dính vô ốc á, ăn sẽ rất là thơm. Mình bằm càng nhuyễn càng tốt. Mấy bạn thấy chị Loan cắt cái vỏ ra ha. Chị Loan sẽ là cắt cái muối để chừa viên muối, viên muối. Năm muỗng nước mắm. Đó, chắc cả gần 3 muỗng đường. Cho chút xíu muối. Chanh chị Loan gọt vỏ, chị lấy tách muối nữa. Ngốt đi bên đó anh đi nhẹ nhẹ chứ. Giờ cái gừng xả với ớt bằm nhuyễn thì bỏ vô các bạn. Nó sẽ sạch sạch các bạn thấy. Chấm cái nó dính cái tỏi ớt cái xả ớt gừng người vậy nè, ăn đã. Vậy làm gì vậy? Để vô đây. Tôm nè. Mai mình sẽ phạt chị Loan các bạn, chị Loan giấu nữa. Nãy tưởng có ốc ốc đắng thấp xả thôi, ai ngờ chị Loan giấu nè, thấy không? Phát hiện nè. Ốc đắng rang muối các bạn. Này là muối tôm Tây Ninh các bạn. Chế xíu nước rồi. Bây giờ cái món này hơi cay cay mà ngon ngon nha. Đông rượu sẵn mấy đứa ơi. Hôm nay say mồi nữa rồi. Chị Loan nói cái món này đặc biệt dành cho mấy bạn tuổi teen của quán. Còn cái lẩu cá tô phi các bạn, nước lẩu nhà mình nấu sẵn nè, giờ chỉ nấu sôi lên thôi. Rồi mấy bạn muốn coi lại mấy cái clip trước đó, có hướng dẫn cách nấu nha các bạn. Ở đây thì nấu nước nè, nấu bằng đường phèn, rồi có thơm bằm, cà chua, nêm chút bột ngọt, chút bột nêm. Mình thường nhà mình là nấu bằng nước bằng đường phèn hết để cho nó có vị ngọt thanh. Em Út mình cũng mới làm về tới rủ vô chơi luôn. Chưa chơi đâu, nhậu à.
vậy thôi, không cho nhậu, cho chơi thôi. Nghe mùi hấp dẫn. Này ngậm cái vỏ không à, uống bia được rồi các bạn, mặn mặn cay cay. À, mình nãy cá rô phi cũng nhiều nên chỉ mặn ít thôi, còn ít nãy Phúc đem ra cho dì Sáu của Phúc. Chút ăn lẩu có bông chuối nè mày. Để, anh Thắng anh thấy nó gãi mà anh tưởng ai chặt, anh nói mấy tụi mình chặt, anh nói như kiểu mình tụi mình nè. Này là tại ai thấy anh không xài mình lấy về xài đi nhớ mày. Này nó rụng xuống nha, mình nó anh em mình không có phá của ai đâu. Không giờ phá của ai đâu. Nhà ông nội không? Cái gì? Ba con phá ở nhà ông nội con à. Cắt chuối còn có nhiều khán giả thế. Trong cái ngâm chuối này nè bạn, mình bỏ chút xíu muối để mẹ đựng ơi, ra mẹ. Nó ấy nhựa. Nè mẹ, con có hai pha chuối. Lúc sáng mình cũng có chở mấy đứa nhỏ vô sở thú coi thăm coi con chim cổ rắn đó bạn. Rồi mình thấy trong đó có 4 con, giờ cũng không biết con nào là con nào. Chủ yếu là đi vừa đi thăm con chim cổ rắn mà cũng như tham quan sở thú luôn. Tại My đi rồi nhưng mà Na chưa đi. Lần đầu tiên Na được vô sở thú. Ủa đó con có vô sở thú lần nào chưa Na? À lúc đi với bùi chiên không? Lúc đó còn nhỏ lắm, đúng không? Lòn bỏ chút rau rằm vô cái chỗ ốc rang muối luôn. Rồi múc ra thôi. Đói bụng quá đi. Rồi từ trời là cho hai chị em này. Đói bụng lắm rồi nha, lẹ lên nha. Thôi vô giấy mẹ. Mấy cái xả này mình bỏ. Ừ, bỏ đi con. Chị Vinh hạ cái dĩ xuống nướng cho lẹ. Mở cái da nó ra là muốn chín rồi. Ừ, nó bung ra vậy là chín rồi. Nhẹ là chín rồi đó. À. Nhẹ là chín nha, chứ đừng nhẹ là còn vỏ không nha. Cái da không chết luôn. Nhẹ nhẹ đừng nó luôn. Rải hoa. Rải hoa. Ôi, để xuống, để xuống. Nhìn thấy mấy cái đĩa ốc là thấy xỉn được rồi các bạn. Ngậm thôi, ngậm rồi uống. Cứ một con uống ly là thấy túi rồi. Đi chơi. Cái này là dầu phi tỏi trước các bạn. Chị bỏ hết hành tím vô nữa. Chị Lon chuẩn bị xào cá rô phi để bỏ vô lẩu rồi. Hả? Lẩu cá rô phi? À, buồn ăn lẩu hết buồn. Hả? Trong trong cái giòi ấy. Chị Lon nêm bột nêm cho chỗ cá rô phi. Ở đây cứ chịu khó à, chịu khó đi chút xíu à, anh em giăng lưới hay là đi câu hay là đi tát hay đi gì mò cũng có. Này mồi có sẵn và đồng, chịu khó vận động thì đi bắt mồi về thôi. Hả? Nè nói sao còn ốc không? Có món gì? Lấy ốc gì nhà ăn đau bụng. Nè mấy bạn thấy ở đây có
ốc hấp xả nè, ốc rang muối nè, lẩu cá nè. Còn cá lau kiến nữa. Bỏ một con ốc bự vô đây. Bỏ dễ vậy, chỉ có một con ốc bự thôi. Dành nhau. Dành nhau. Ai ăn được người đó sẽ được ăn. Ơi. Xuống. Phúc mới chạy mất hết kìa. Rang nè Phúc ơi. Ốc ngon không? Quá ngon. Quá quá. Phúc nằm mình nói ăn ốc này là được khuyến mãi á. Ăn con trâu được bầy hé. Rồi 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 rồi. Trong đây nó có con nè, nhai nó có sực sực đâu. Vậy để cá đúng không? Cái gì? Vậy làm gì? Ốc này nó nhỏ xíu. Cá bơi nè. Ăn đã miệng lắm. Quá. Đây có con cái nữa nè, đây đây. Ủa, bếp bên ngoài cái này hả? Đâu không được anh đâu. Màu thế rồi sao? Ừ, hấp dẫn. Đây, mất công chứ. Bên đi ngồi kế nằm nhau. Ta bên. Chị thấy về đây đi, nạt về qua bên ngồi đó. Nó kêu không chịu. Khó khăn quá. Thôi bên ngồi bên kế kèm đi. Cho mình rau đi. Rau đổ rau đi. Gì đây? Lấy muối tiêu. Ngồi gần đâu cũng được, miễn có chai rượu là được rồi. Muối tiêu, không có muối tiêu, không ăn. Dạy cho mẹ đi. Cái này muối ớt không hả? Mẹ chồng. Đây, cái cá đi, tôi gần. Năm. Trời đất ơi, cá phi thuyền nướng. Đi lên dễ rồi, nó cũng nhảy với nó cũng trời. Đập dưới đạn. Rồi để sao ba. Đâu, để bên ngay con. Từ từ bút. Chín rồi, cá chín rồi mà đúng không chị lo? Chín. Chín chín. Bên nhỏ bên chưa lên cá thì bỏ hào vô. Bên ngồi cá đi. Dễ. Phúc kêu nó chạy ra đây mà nó chạy nó nấu. Ngon quá. Ốc ngon hả nè. Mới nãy cái rổ rau này nó nằm ở đâu vậy? Thấy chưa? Liễn nè. Chút nữa cho tiền nha. Thiếu rồi, thiếu rồi. 2 ngàn. Tôi 2 chén. Đừng uống nước, uống ngọt nhiều. Nãy giờ uống bó đâu rồi mọi người ơi. Trời đất ơi. Đãi tụi con đãi tiệc tụi để cho tụi con ăn chứ bộ cho tụi con uống nước ngọt à. Rồi mau đi. Hôm nay qua chưa? Đừng đừng làm sáng quá không nhá, ngại không dám ăn phải không? Đang cầm miệng hả Bi? Mình ăn đi thí. Mình nhặt cậu đang cầm cái muỗng nè, con ăn. Bỏ tiệc khui. Nãy kêu Phúc mà không biết đâu chạy mất tích rồi mà. Ăn đi thí nè. Nãy về đã quất tô cơm mà. Dính hả? Dính hả? Nó ngứa rồi, nó cứ bay xung quanh nó ngứa. Khó chịu. Nhậu với nhậu vô xỉn xỉn là mũi nó cắn nó xỉn luôn à. Rồi. Rồi mình cúng hủ đệ. Đi ăn đói chịu nha. Dạ, nó đầy quá nè. Dễ chưa? Ba. Ăn trước ha. Dạ. Rồi luôn, vô luôn. Đủ chứ hột nữa bạn ơi. Để nhìn nhìn cái chai hoành tráng với cái khối chai đó đổ đi đổ lại hoài. Đổ bào, đổ bào. Bào mày đổ đi. Đổ bào. Rồi. Quất luôn đi Bình. Chơi. Mọi người nha. Chén nữa hả? Mới làm mấy chén nước mắm cái nó chạy mất tiêu luôn. Khu luôn. Không thấy. Mới lên. Mới lên hôm qua. Khóc. Mẹ nói đi về lại khóc. Anh Phúc khóc. Mẹ anh Phúc nói mẹ anh Phúc, mẹ về nhân cục vàng nó trùng giọng. Anh Phúc. Đâu không? À. Em coi em vui cái máy à. Có gì là mẹ nó chở nó từ bên kia lên. À, chở dưới rồi. Đi bảo quá. Tìm vòng tròn mà kiếm không thấy một Phúc đâu. Sạch bạn. Nãy Phúc nó về là nó uống cho tô cơm liền.
sao vô con. Giờ không ai tưởng ai giữ im lặng hết nhau. Nói chuyện là mất năng sức. Kìa cái em áo hồng rồi kia chảy nè. Ngồi đầu bàn luôn. Em áo hồng đang lễ ốc á. Nè nè, đi sao trả tiền nè. Ốc hồng nguyên con ốc heo của mẹ lên trả tiền. Rồi nguyên con ốc heo lên rơi cười. Nãy biết cái lâu kiếm là trừ lại mấy con ha, mình động hết rồi. Mệt chứ không? Đúng rồi. Mệt. Chín rồi mày. Chín, chín. Đứt đâu mà mệt. Ngon rồi. Nè. Mà mấy con này phải rộng là dài hơn mới ăn. Bụng nó còn xinh. Cá gì đó? Còn cá không? Ngon quá hả? Ẩu cô Khuyên ngon không? Ăn chưa đem hết nha. Ăn chưa ăn nhưng mà thấy không? Mấy đứa làm tới rồi. Em tên gì vậy chị? Ôi trời sao đó cơ. Ôi trời đó cơ. Bô lô. Giải quyết cái hậu quả giờ anh ba rớt rồi. Anh ăn miếng lẩu coi. 2 ngàn, 3 ngàn. Ốc là có công của 2 ngàn á. Ngày qua 2 ngàn lội từ hết chân chòi này qua chân chòi kia để bắt ốc. Ốc là khum riết á, khum riết á. Phúc trốn đâu rồi, giờ mình giới thiệu lại. Đây có Đạt nè, bên tay trái là Đạt, xong tới Thúy. Đây, 2 ngàn. 2 đô. Đạt thì là em của mình. Tại ông nội của Đạt là em của bà ngoại mình. Rồi, Thúy là cháu kêu bằng cậu. 2 ngàn. Trong xóm luôn kêu bằng anh. Áo xanh đúc đầu ra con. Áo xanh là kem. Mấy bạn nào thích ăn kem là biết á, đó là kem chuối. Kem cơm á. Kem chuối, kem cơm gì á, màu xanh kìa. Kem dứa. Xanh dứa. Kem dứa. Kem đậu xanh. Banana, đâu cũng banana. Bạn nào đưa lưng thì khỏi giới thiệu. Rồi, kế bạn ngồi đầu bàn hôm nay là chủ sĩ. Nhớ trả tiền cho con. Biên hồi đưa chị đó. Nà, bên Nà. Chị Loan. Giới thiệu. Bạn áo đen á là Long đẹp trai. Rồi Út Thịnh. Clip mà mấy chỉnh sửa hay là thêm đầu thêm cuối rồi nhạc đồ là Út Thịnh hỗ trợ hết nha mấy bạn. Mình không biết gì nên nhiều bạn hỏi mình cũng mập mờ lắm. Mình chỉ biết quay thôi, vậy thôi. Chỉnh sửa hay gì là Út hỗ trợ. Rồi kế thôi bạn này khỏi giới thiệu rồi, bạn này ăn quá. Cười. Chào nè. Bin Bin này, Bin mấy bạn. Anh em cũng vất vả tại hôm nay á. Mình với Bin với Phúc đi chứ không ấy, hai anh em cũng mệt. Phúc nãy giờ về ăn cơm rồi, để mấy bạn hỏi ủa sao Phúc về không nè. Ăn tô cơm chà bá rồi xong mới nãy kêu ra làm 2 chén nước mắm xong chạy đông mất tiêu. Cái này lẩu của mình. Mình xin phép mấy bạn nha. Chai còn lại. Chuẩn bị uống nước rồi. Nóng rồi hả? Đây là một con. Cậu mà chỉ ngay con gần ăn dữ lên. Đừng ngại gì hết. À, Phúc hả? Hỏi đâu rồi? Ta kêu kìa. Trốn đâu mới gọi điện thoại lại nữa mà. Phúc. Vô ăn cái nào á? Lỏng sọ mà. Chạy là mệt xỉu luôn á. Đạt. Hôm nay em lo ăn không nha. Uống phụ chai rượu cho hết kìa. Nãy anh nghe em nói hôm nay phải uống tới luôn rồi. Gì vậy chị ba, không ăn rau hả?
Ủa, dao đâu? Đang bóc xôi. Đã không? Anh vừa lột xong á, lật cái đầu. Thôi em rút kinh nghiệm, em cho vô chén trước. Ừ. Mới mở hôm nay mà. Đoạn ngốc nãy vô uống rượu chưa? Uống được một ly. Uống nữa đi. Có uống. Rượu còn cao mai đâu nếu uống. Có. Giờ mình dùng người canh chơi với sau thôi. Còn rau nè bỏ vô. Lòng. Cá hết rồi. Lẹ. Quán ơi, tính tiền cho cô áo hồng. Cô hồng tiền, cô hồng ơi. Cô áo hồng cô ơi, cô đừng đi lấy chồng về tay đô bên nhục sông. Cho nó hát cô nghe, trời ơi cô. Cô đừng đi lấy chồng hấp hai đô về đi cái cây bông. Đó. Ốc mà. Ốc cá à? Con cá không? Con này con có mẹ. Con. Ăn chưa? Bỏ ốc vô. Vô lấy cái máy xay. Ốc đúng rồi, ốc này chỉ có xay sinh tố thôi lẹ. Này vô máy xay cho ốc này sạch ghê nó ghê. Nó gửi mập ú à. Cái ốm ốc của ngoài chợ, nghe cho con cái gì đó mày cho mấy bông. Mất cái hửi nữa mà. Xíu xíu thôi. Có. Nói thử này, thử này. Nhanh đâu có hồi lòng đâu, tưởng đút như mình ăn thử xem có hồi lòng hay không. Nhưng cái bà hửi mà. Nè. Cái kia bà hửi mà. Vậy tay đồ, nhịp xong tôi hát cùng. Trời ơi. Này, cái lo ký ăn ở trên hả? Đâu ký rồi hoài. Dạ. Nước mắm ngon á. Ừ. Đồ cay lắm hả? Dạ không có, em giảm ăn cay bớt. Mà em ăn cay luôn rồi. Ăn hà tỷ nước mắm này nha, ăn nhiều. Mà hết đầu cho nó. Em ăn những cái húp gì. Nhưng mà ăn vậy nó da sập lát, nó gạo lộn riết. Mà nói thiệt mình đâu biết bằng ốc đó làm sao được. Lộn. Ăn hai chén ốc này em thấy giống ốc gạo rồi, ốc đắng rồi. Ốc đắng. Giờ thì cũng được. Ốc đúng rồi. Ốc ốc này là ốc, không phải bù lon con tái. Ăn được không? Xong bây giờ tao mới thấy nụ cười của mày đó Long. Mày no rồi phải không? Có hai ly rồi, nhầm gì anh ơi. Muộn quá. Tiếp đi. Rót tiếp cho Long. Rót tiếp cho Long. Dạ, ngồi cạnh 2000 nữa. 2000 liếm mút em. Liếm mút, liếm mút. 2000 công nhận nó mỏng, không biết chứa đâu hay thiệt chứ. Giọng với hết trời đâu. Bớt ăn rồi. Nay nhức răng quá, ăn không nổi. À, tại nhức răng phải không? Lấy cái máy xay sinh tố lên dùm 2000 nè. Thôi được rồi chị ơi, đừng cho nó nữa. Nãy giờ. Cảm ơn gì lắm. Thương nha. Đi. Không có ngân gì em đây, nó cho mày tới bến đi rồi. Vậy em nói vốn thì con chơi. Trời ơi con. Quá luôn. Em bắt em. Để mà. Nước ngọt nè. Ngọt ngọt lắm á. Hả sao kì? Không cho con ăn hả? Con đi ăn ăn. Không, không cho ăn hả? Con sợ con bể bụng á biết không? Đang nặng rồi hả? Đó. Hiểu luôn mình đang đây. Này nha. Đưa cái mình ảnh kìa. Anh đang có cái mình mà. Chia. Dành gì chứ dành cho mình cho liền. Con lo bự là. Lúc nãy tôi anh đi giăng lưới xong. Dạ. Xong cái mò. Dạ, được chứ. Mò trúng cái cối cho má bằng cái cùng tay anh. Rồi đâu rồi. Bỏ luôn cái vỏ này. Ờ đúng rồi. À. Đang về có thằng đừng ngọc. Dạ, pin, pin. Còn cái còn đầu không mà cái đít nó bị bục đít rồi. Không còn thuốc, còn cái đầu á. Ừ. Thì nó bài, lâu thì gì cầm nó lên nó quay đủ vòng. M79. Còn này như pháo sáng hay gì á. Cối vậy. Dài tự nhiên cái hôm nay mình sáng ở đây luôn. Anh nói tôi nói kìa.
nổ 50 kg cân lại chút còn kia máu á, gom xác á. Quán ngoại nổi tiếng nữa. Con lúc đó hết quán ngoại luôn rồi. Ôi trời. Đi ăn. Dĩ đi đâu nữa rồi? Trời ơi, rồi. Em tắm gọi chị Lô ơi. Đây, cái này ăn muốn ngon, ăn mì ngon. Ôi. Ngon. Ngon. Ôi. Tối nay tôi đi bánh tối đó. Ba buồn ngủ rồi. Nhanh về cho Bin. Vợ Bin á, vợ Bin đi làm. Qua đây nè chú. Ờ sao? Chú, quay nè. Thôi em ngồi đây đi. Thôi đó, ai uống đâu. Trung cũng mới về tới. Già lẻ. Trung, Trung, Trung. Ở đây luật như thế này. Cứ một con ốc là ăn ly rượu vậy á. Rồi, rồi vậy em uống luôn. Chơi luôn đi. À, chơi luôn đi. Tới bên Kiều luôn. À tới luôn. Tới chỉ rồi nè. Chị em làm lâu làm em nè. Em Việt à, em làm à. Nè Đạt. Không, rồi vô em mới về. Nói chung là mới về nhập tiệm em tự tử rồi ba ly luôn ly giờ ba ra bảy đi tới vòng sau em uống nữa giờ ba ra bảy luôn đi giờ ba ra bảy đi về miền Tây chơi. Bạn thấy mấy chị nấu lẩu ngon không? Giờ chỉ còn ốc thôi, cá cũng hết luôn rồi. Còn lẩu với rau với ốc thôi. À, rất hân hạnh là được gặp anh 2000. Anh em mình chơi luôn rút cán luôn. Kia là chuyện nhỏ rồi, kia ly nhỏ này mình luôn. Không lại mà giờ nó đang có gì trong nước. Thôi không ấy về bữa đó anh về dưới anh mua. Cạn đi anh. Gạt qua. Không được không? Cạn lý uống rồi cạn lý à nó chấm là chấm cạn cạn rồi được 2000 được vỗ đùi rót bia Đạt hưởng ứng rồi người đó ly cứ 100% vô người ta 100 mình cũng 100 nấu nè kìa cùng ly cái nè đó quất luôn. Bên bên, đế bên đó nha. Ừ, đây uống bia bên. Được, đội này mạnh. Đó, được. Rồi. Tốn quá, hào quá. Anh đừng quay em đĩa sơn nha. Đĩa sơn. Rồi mình xin kết thúc clip này ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn nhiều sức khỏe ha. Dạ đi. Ồ, chưa cục cưng kìa, cục cưng nhỏ của nhà vô kìa. Để mình cho cục cưng lên ấy luôn. Lên sống luôn. Ai ẵm em đây? Ai ẵm dạ? Thơm quá ạ. Chị rau thơm quá ạ. Rau cho hôn miếng mà. Cho hôn miếng xíu mà. Rau ơi, cho miếng xíu đi. Em bé này. Chị Na cưng xin lỗi rồi. Con bỏ dép xuống. Con mi con ẵm em lên mới được. Lên đây chị, bỏ dép ra. Bỏ dép ra. Bỏ dép ra. Mi với Na thích em bé lắm mà nó cưng xin lỗi. Rồi. Tụi con chào, thôi, con lấy ghế ngồi, té con té em, té lật đầu em á. Rồi chào đây nè, Siro, con bye, chào nè. Bye. Đó, rồi cưng. À. Nè con bye luôn nè. Bye mọi người, chúc mừng mình.